Ông mua lợn to anh nhỉ? Không được lấy tiền của em. Ai cho tiền qua này? Cho tiền để làm gì? À, Đức còn có thợ để làm gì? Nuôi à? Nuôi cuối năm lấy tiền nhỉ? Lấy tiền để làm gì nhỉ? Để mua gì nữa không? Ô, không mua gì nữa? Mua baby vào. Mua sách vở không? À, đi chơi siêu thị không? Đi học nha. Không. Đi mua sách vở thì phải đi học chứ gì nữa. Có mua sách vở không? Có thì đi học chứ nha. Không. Phải đi học chứ. Đi học cô nào nhỉ? Trang, cô nào nữa? Cô nào nữa? À em, đi học cô nào nữa? Cô Trang. Đi học cô Trang, cô nào nữa? Ôi, hai con nào chị ăn thích nhỉ? Con đợi con Kiệt đâu? Con đợi con Kiệt là con nào, con màu gì? Màu gì, nói rõ. Vàng hả? Thế Kiệt nuôi lợn làm gì nhỉ? Làm gì? Làm ra để làm gì? Và mua quần áo, mua gì nữa? Mua cặp nữa. Rồi có đi đâu chơi không? Có đi đâu chơi không? Không đi đâu chơi á? Mua ngoan đấy nhỉ? Được đấy nhỉ? Cha đâu? Hôm nay phố Hải đây. Đâu con cuộn tiền rút ra lợn đi. Mình kiểu đôi chơi sợ đúng bắt ốm. Con lợn của Đan đâu? Ai mua? À con lợn của kia đâu? Ai mua? Bố mua. Cứ thế là giờ mỗi đứa một con lợn để rút tiền vào. Đấy, tiền ra đi. Bây giờ hai anh em cùng rút. Nào cuộn vào. Vô đếm này, xuất phát này. 2, 3, bắt đầu. Rồi cuộn cho mai nhanh nào. Đâu em đang cuộn xong chưa? Em đang cuộn kiểu gì thế này? Em đang cuộn như vậy ra này. Được không? Đâu vào chưa? Ghé miệng mà thổi. Thổi. Ghé miệng mà thổi. Thổi nó rơi trong. Yeah, cái nhà này. Xong rồi, thôi bây giờ hai đứa bê lợn mang vào chuồng. Nhanh nha. Mang lợn vào chuồng.